Thưa quý vị và các bạn, nửa tháng nay trên khắp các trang báo, kênh truyền hình, mạng xã hội đều cập nhật những thông tin mới nhất tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra ở miền Trung. Hướng về miền Trung ruột thịt, trên khắp cả nước, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã vận động quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ đồng bào. Việc làm đó thể hiện truyền thống tốt đẹp, nhân văn của dân tộc Việt Nam. Thương người như thể thương thân. Tại tỉnh Cao Bằng, nhiều cơ quan đơn vị cũng đã và đang phát động phong trào ủng hộ miền Trung. Và không chỉ các cơ quan mà có nhiều cá nhân, nhóm nhỏ, họ đã hướng về miền Trung theo hoàn cảnh và cách làm riêng của mình. Những hình ảnh này chúng tôi ghi lại tại khu cách ly phòng chống dịch COVID-19, Trung đoàn 852, tỉnh Cao Bằng. Các công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về đang được theo dõi sức khỏe tại đây. Biết được thông tin thiệt hại về người và của do lũ lụt gây ra tại các tỉnh miền Trung. Những công dân đang ở trong khu cách ly đã vận động cùng nhau quyên góp ủng hộ đồng bào. Họ, mỗi người ở một tỉnh khác nhau, miền quê khác nhau, đang được theo dõi sức khỏe tại khu cách ly của tỉnh Cao Bằng, được nhà nước hỗ trợ toàn bộ kinh phí ăn ở trong thời gian 14 ngày. Đây là một chính sách ưu việt của Đảng và nhà nước ta. Chính vì vậy, các anh, các chị muốn đóng góp những đồng tiền nhỏ bé cùng cả nước chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung. Chị Lê Thị Tuyết, quê ở Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, là người đứng ra vận động những người có tấm lòng hảo tâm ở trong khu cách ly cùng chia sẻ nhân dân miền Trung. Ở đây, mỗi người một hoàn cảnh, có những người không có tiền, nhưng khi chị Tuyết vận động, tất cả đều nhiệt tình hưởng ứng. Em xem điện thoại á cô, cái em thấy có cho đứa bé trèo lên nóc nhà thấy khổ quá, cái em mới coi điện thoại vậy nè, cái em kêu nó chị em ơi mình cứu chợ đi, mấy đồng gì cũng được hết trơn á, cái em mới lấy cái thùng này nè cô, cái em mới ghi xin mấy tiền từ thiện gì đó, nói mấy cô ơi, cho mấy đồng cũng được, có tiền ít cho nhiều có lòng giúp đỡ gì cứ đi từ phòng vậy đó cô. Nhiệt tình cô, nói tiền, có người cũng nói là không có tiền, có người thì nói có tiền, nói em nói không cần cho nhiều, miễn có lòng cho ít cũng được, ai coi cho bao nhiêu cũng được cô, cho là em cảm ơn, điều cảm ơn hết. Đợt lũ lụt xảy ra tại các tỉnh miền Trung làm hàng trăm người chết, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, hoa màu, vật nuôi bị cuốn trôi. Những thiệt hại ấy của đồng bào miền Trung ruột thịt rất cần sự chung tay của xã hội, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn trước mắt. Về đây cách ly được tầm 4 ngày rồi, thế nhưng thực tế là em sang bên Trung Quốc để chữa bệnh thôi. Thế nhưng mà về đây Đảng và Nhà nước rất quan tâm là cho mấy em đi cách ly để đảm bảo con như thế là thứ nhất là cho gia đình, thứ hai là cộng đồng xã hội. Thế cho nên là bọn em cũng về quê hương thì lũ lụt ở miền Trung như thế thì bọn em cũng coi như thế là có tấm lòng, coi từ thiện, mỗi người quyên góp mới. Ai có nhiều thì góp nhiều, ai có ít thì góp ít. Nói chung là để ủng hộ đồng bào miền Trung qua những cái lúc mà khó khăn nhất. Có những người do dịch COVID-19 bùng phát, mất việc làm, mất thu nhập, họ không có tiền. Nhưng với tấm lòng chia sẻ với đồng bào miền Trung, họ đã sẵn sàng đóng góp. Có những người chỉ ủng hộ được 20.000 đồng. Nhưng điều đáng nói ở đây không phải là bạn ủng hộ bao nhiêu tiền, mà quan trọng là bạn có tấm lòng hay không. Thu được 3.700.000 đồng. Số tiền không nhiều, đặc biệt so với những gì mất mát của nhân dân miền Trung. Nhưng với tấm lòng sẻ chia hướng về miền Trung ruột thịt, lúc này hai từ đồng bào nó thiêng liêng hơn bao giờ hết. Thời điểm này, có rất nhiều cơ quan, đơn vị, nhóm thiện nguyện và các cá nhân đang vận động ủng hộ đồng bào miền Trung. Từ những việc làm nhỏ nhưng có sức lan tỏa trong cộng đồng. Tại phố đi bộ Kim Đồng, thành phố Cao Bằng, Chi đoàn Thanh niên Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng đã tổ chức bán hàng không lợi nhuận ủng hộ đồng bào miền Trung. Đặc biệt chương trình đã thu hút được các nhóm nhảy,
ca sĩ không chuyên cùng tham gia vận động. Đông đảo du khách tại phố đi bộ đặc biệt quan tâm và chia sẻ. Những hoạt động như thế này thực sự thiết thực, không những quyên góp tiền hỗ trợ mà còn khơi dậy được truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, thương người như thể thương thân. Mình là đoàn viên thanh niên của công ty điện lực Vĩnh Phúc, hôm nay là lên trên Cao Bằng làm chương trình thiện nguyện ở trên xã Cải Viên, đó là tặng tủ sách cho các cháu học sinh ở trường cấp 1-2 Cải Viên và tặng 60 phần học bổng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhưng mà có nghị lực trong cuộc sống. Thế thì đến ngày hôm nay buổi tối được trải nghiệm phố đi bộ của thành phố Cao Bằng phải nói là rất là tuyệt vời, rất bất ngờ bởi vì mình đây là lần thứ 2 được lên Cao Bằng mà thấy có rất nhiều cái sự đổi khác, đặc biệt là các bạn đoàn viên thanh niên đã xây dựng cái chương trình ủng hộ cho miền Trung. Hiện nay bây giờ cả nước chúng ta cũng biết là miền Trung đang gặp rất nhiều khó khăn, thì cả nước chúng ta đều hướng về miền Trung. Do vậy là mình thấy thực sự là rất ý nghĩa, vì mặc dù là công tác ở trong đoàn thanh niên nhưng mà với đoàn thanh niên của Vĩnh Phúc hiện nay vẫn chưa làm được những chương trình như các bạn đang thể hiện ở phố đi bộ đây, phải nói là rất đặc biệt và cực kỳ là ý nghĩa. Tất cả chúng ta dù đang sống ở đâu, công tác ở vị trí nào cũng luôn hướng về cộng đồng, sẻ chia những khó khăn với đồng bào mình. Chính vì vậy, những năm gần đây, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước thì phong trào thiện nguyện ở khắp các địa phương chung tay giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra đã đem lại hiệu ứng xã hội mạnh mẽ. Tất cả chúng ta, dù đang sống ở đâu, công tác ở vị trí nào, cũng luôn hướng về cộng đồng, sẻ chia những khó khăn với đồng bào mình. Chính vì vậy, những năm gần đây, ngoài sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, thì phong trào thiện nguyện ở khắp các địa phương chung tay giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai đã đem lại hiệu ứng xã hội mạnh mẽ. Qua những việc làm nhỏ ấy, đã nhân lên niềm tin từ những tấm lòng nhân ái. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có câu nói cho đi là còn mãi. Nó thực sự có ý nghĩa trong lúc này. Tất cả chúng ta hãy cho đi bằng cả tấm lòng, tình cảm của mình đối với những hoàn cảnh không may mắn. Chúng ta sẽ nhận lại được sự bình yên và niềm vui. Chuyên mục Thắp sáng niềm tin tuần này của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.